rồi chuẩn bị đóng hàng gửi cho anh khách thôi. Hôm qua có mấy anh bình luận hỏi em mấy cái quên sẵn em nói anh khách nè, cái ống trả về nè, là em gắn tới đây nè, anh nhìn anh thấy nè nha, cái gì anh rút anh nhớ anh để ý giùm em nha, nhưng mà em nghĩ nhiêu đây nhiêu tới vậy đó, còn cái lọc xăng này nằm trong đây nè. Anh chị lên, anh chị phải lên cái lọc gì mới đúng rồi nha anh chị, thấy không? Chứ anh chị mà gắn cái ống vô đây á, gắn ống vô đây á thì bao nhiêu cặn nó sẽ vô cái lỗ này hết, tại nó chảy xuống đây nè anh chị, nó chảy xuống đây nè, cái này là em hàng bít lên nha đó. Nó chảy xuống đây mà anh chị gắn cái lọc xe Honda là không bao giờ nó lọc được đủ đâu, tại vì lọc xe Honda là nó xài cho chế phao thì được anh chị, chứ nếu mà xài chế này không được đâu, tại cái chế da bom này á là ở trong nó cái lỗ nó rất là nhỏ nha, những cái lỗ li ti những cái lớp bê nó nhỏ xíu à đó. Nè thì cái chế mà em đóng đi cho người ta là phải đầy đủ như này, chỉ về ráp vô thôi đó là có gòn đầy đủ anh chị, gòn đây cũng có luôn nha anh chị đó. Rồi em gắn nè, mài này đầy đủ hết nè, ở dưới đít cũng vậy nữa đó, là phải làm phải mài đầy đủ hết cho nó vô gọn gàng như anh chị. Nó cái này là em dặn cũng cứng rồi nè, nó cái le nó nè, này cái le hôm qua mài lại rồi nè đó, xuống như là đóng nè anh chị, lên là mở nha đó, là cái boe phải gắn ngược gì nè, qua để cho nó chạy ra không, cái này chắc em mua vận chuyển như vậy, em đưa là loại boe đẹp nè đó, nắp có nó nút thở nữa đó. Thì anh chị hỏi em thì nhưng mà là nó gồm những gì á em đâu có biết đâu, cứ điện thoại em đại đi đâu có sao đâu, hỏi không mua cũng được nữa, không ăn thua gì đâu, là gồm cái xu gì rồi, tại có anh nói là không lấy bình xăng nè, em lên chọn bộ gì nè, là của Gobin 35 351 411 là nó cao tiền hơn Gobin 40 là 50.000 nha anh chị đó. Tại cái bình này là bình tốt, bình này dày dữ lắm, dày ghê lắm, dày cỏm gì nè. Rồi nó chuột bò nè, mất để nó thấy chuột lại tức rồi kìa. Mà cái bình này là bình mắc tiền nữa anh chị, bình loại tốt quá, không phải loại thường đâu. Cái này đó, thì cái thì em báo gì cho anh chị xíu trước cho dễ, tại em thấy có anh chị không điện thoại mà nhắn tin, vậy lúc em không có coi tới á đó. Là em lên cái em gắn cái đồ bảo vệ đầy đủ hết nè anh chị, thấy không, nhìn cho lạ lạ thôi chứ cái này vẫn gỡ được bình thường nha anh chị đó. Tại cái dây này của Nhật nó cũng có cái dây kiểu này nè, bảo em bắt trước theo á, em ăn cắp á, cấp ngày đó. Nè, thì em đi là bỏ ốc lục giác vô đầy đủ nha anh chị, cái này ốc lục giác xịn của Nhật bãi luôn á, không phải em xài mấy ốc Việt Nam đâu nha anh chị, những máy cắt cỏ anh chị đừng xài ốc Việt Nam, tại con ốc Việt Nam á cái gân nó thiếu gân anh chị, hoặc là nó bị non gân á, anh chị siết vô cái gân nó sẽ yếu cái gân, nó tụt cái gân là nó sẽ tuôn luôn cái lóc nha anh chị, nó là nó sẽ hư luôn. Còn anh chị mà cứ dặn những cái này thì em bao anh chị siết Thiên Thu Vĩnh Cửu không bao giờ tuôn nổi, trừ khi anh chị gắn mà nó thiếu gân quá vậy nào, ít gân quá siết nó mới tuôn thôi, chứ còn mà nó đủ gân gì là thôi em bao luôn đó. Thì giống như cái bình này thì nè sẵn em báo giá luôn là 450, mà anh chị chuyển khoản thì em bao ship nha, còn anh chị cọc anh chị trả anh ship, là 450 này, như em làm cho anh khách này ở Lâm Đồng á, Lâm Đồng ở đâu quên rồi, quên rồi con, Lâm Đồng á, như nhớ Lâm Đồng á sao, đúng rồi Lâm Đồng á. Còn mà cái bình kia lên bình xăng kia, nhưng mà cái bộ này nó giống nhau, 0304 gì đó, 03 với 30 chứ lộn, nếu mà 0440 là phải lên 430 mới đúng nha anh chị, mới đúng chuẩn nha, mới đủ xăng nha đó. Cái này là em lên chế 260 nha, loại chế cũng loại tốt của anh chị. Đó, thì cái loại này là em lên gì là 450 nè, là anh chuyển em qua đủ hết rồi đó, là em bao ship, còn anh chị cọc thì anh chị trả tiền ship. Còn mà 400, nếu mà em lên 400 đi, 400 là cái bình kia nha anh chị, là đầy đủ hết vậy nè,
làm lên lúp bê sẵn cho anh chị hết nha, chứ không có lên mà để nghiêng mà nó chảy xăng xuống đâu. Em bao anh chị là nghiêng không chảy xăng á. Nó đầy đủ công lê hết. Ở trong đây có ốc cục giáp xịn luôn nè, chứ không phải ốc thường nha anh chị. Chứ không phải ốc mềm. Anh chị mà dặn ký mấy cái con cái găng cái cốt găng á, cái bù gông găng á, cái đó mềm lắm. Anh chị xiết vài lần nó tu nha. Còn anh chị xiết cái này, con ốc này thì chắc tới đời nào không biết tu nổi luôn. Nhưng mà cái này nè, anh chị cũng dặn vừa tay thôi nha, chạy trong đây là nó bằng thao. Nó cấy vô cái phíp nè. Anh chị dặn vừa thôi chứ anh chị dặn quá nó lôi ra ngoài luôn á. Vừa tay thôi anh chị ơi, là nó cứng à. Tại cái này nó xài lục giác mà. Chứ nhìn có mấy cái cỏ nó xài bằng vít nữa. Vít thì mình dặn đâu có nặng mấy đâu. Đó. Thì rồi có anh nói không biết hỏi em á, không biết là có lấy cái bình xăng không, rồi lấy cái gì không, hoặc là lấy cái chế với huyết không á, thì anh cứ điện em đi chứ giờ em đâu có biết cái nào đâu báo. Thì muốn mua cái nào thì nói là em biết à, muốn em làm cái huyết sẵn, mấy cái máy TD á, anh hỏi em máy TD làm huyết sẵn không, với chế không hay là sao, hay là huyết chế này, Boe trong đây là có mốt sơ lọc gió luôn nha anh chị. Đó, rồi có cao su không, rồi có lọc xăng trong đây không, nó nhiều loại lắm. Rồi thôi em chào.